Kính thưa bà con nông dân và tất cả những người đang nuôi cái giống chuột lang bọ ú. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Thao và năm nay là 40 tuổi. Hiện tôi đang sinh sống tại xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Thì trong cái thời gian bắt đầu chuyển giao mùa như này, chuẩn bị sang cái mùa đông, thì tôi cũng thông báo và cũng chia sẻ qua cái thực tế của tại trang trại, chuồng trại của tôi. Thì các bạn nên theo dõi video này đó, để chúng ta cảm nhận và chúng ta thấy nó đúng chúng ta làm theo đó. Đây là tính chất chia sẻ chứ không có tính chất là dạy bảo gì cả các bạn nhé, đặc biệt là các bác cao tuổi, bởi vì các bác có thể là 70-80 tuổi rồi. Thì với cái mùa này thì bản thân con chuột thì nó cái nhiệt độ của nó ưa thích là nó cũng phải tầm trên 20 độ đấy, là nó không chịu được rét quá dưới 15 độ đâu. Nếu như mà nhiệt độ xuống quá thì các bác lên che kín cái phần hông bên sườn này bằng những cái tải cám cò, và cái sàn này thì các bác phải để những cái tấm ván gỗ lên như thế này, để bản thân những tấm ván gỗ này nó sẽ là những cái vấn đề là giữ được cái nhiệt độ cho cái chân của nó đấy. Thì các bác có thể thấy là chúng ta để những cái ván này thì nó sẽ đứng người lên trên như thế này đấy. Đấy là cái phương án chống rét đấy. Và một trong những cái yếu tố chống rét nữa là các bạn cho ăn cám cỏ. Ăn cám cỏ thì cái tỷ lệ đạm rồi tất cả cái tỷ lệ đó rất là tốt, thì chúng sẽ cái thân nhiệt của chúng sẽ giữ được tốt hơn. Và đặc biệt ở cái khu bên này đấy, các bạn nhìn thấy đây là cái hang đấy. Thì các bạn để một cái sọt nhựa hoa quả như thế này, các bạn để nó lùm bùm một chút, rồi các bạn để rơm khô vào đó đấy. Thì ở phần trên thì các bạn làm một cái khay và các bạn để sàn vứt cỏ lên trên để tạo thành cái bóng tối, tạo thành cái hầm để cho những chú chuột nhỏ có thể lú nấp rúc giấy vào trong này đấy các bác nhé. Thậm chí là các bác dùng cái này đấy, các bác dùng cái này các bạn đậy lên đây đấy, các bạn đậy lên đây đấy, các bạn đậy lên đây thì bản thân chú chuột nó sẽ rất là thích đấy. Này các bạn đậy này đấy, đú vào đây đúng không, thì bản thân những chú chuột rất là thích đấy. Hiện nay thì cũng đã có gây ra một chút cái màu đen để duy trì cái giống màu đen, bởi cái giống màu đen cũng sắp có nguy cơ tuyệt chủng đến nơi rồi đấy. Thì báo cáo các bác là chống rét thì chúng ta sẽ tạo cái chống là nó gió chống nhiệt độ thì chúng ta có thể quây bạt kín cho ăn cám, để ván và để thêm tạo thành những cái hang ở trong cái rơm như này. Có một cái điều là các bạn có thể dùng cái phương pháp các bạn cắt những cái ống nhựa, ống thì cố gắng ống càng to càng tốt, ví dụ như ống phi 90 hoặc phi 110 hoặc to hơn, các bạn cứ cắt cái đốt khoảng tầm 80 phân đấy. Thì các bác cắt như vậy thì bản thân những chú chuột sẽ chui vào trong những cái ống đó để chúng tránh mùa đông đấy. Thì hiện nay thì cái phong trào nuôi này thì cũng mới nhen nhóm ở khu vực miền Bắc thôi đấy, hiện nay là mới nhen nhóm khu vực Bắc thôi. Thì bản thân đồng chí Thao đang sinh sống tại xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội đã làm một cái kênh như thế này, thì các bác có thể là học hỏi chia sẻ nhau. Đây là những cái máng thì các bạn thấy là thấy chưa, những chú chuột có thể là đi qua và uống nước, rồi những cái máng để uống ngô. Và cái thức ăn thì báo cáo với các bác là nó ăn thập cẩm, các bạn có thể cho ăn lá ổi, lá sung, lá rau ngót, rồi cỏ bờ ruộng, rồi cỏ voi, rồi ngô nghiền, rồi cám cò, rồi những cái củ cà rốt, củ khoai lang, rồi những quả bí đấy, thậm chí là những cái đồ củ quả đấy, kể cả thân cây chuối, quả chuối nó ăn hết các bạn. Đặc biệt là cái đây, mình ra đây mình sẽ giới thiệu thêm một chút cái cỏ này, thì chắc là các bạn cũng có thể biết được cái này nó dễ kiếm. Đây, cái này thì ở quê hương Ba Vì chúng tôi nó gọi là cây hoa trắng đấy. Vì sao nó gọi là hoa trắng? Bởi vì hoa nó màu trắng. Đây đấy, chia sẻ này chắc là các bác cũng cảm nhận thấy, thì cái này là một trong những cái thành phần để cho nó chống đi ngoài rất tốt đấy. Các bác xem và các bạn cảm nhận nhé. Đấy, thì ngay bây giờ đồng chí Thao sẽ vứt dứt tại đây để chúng ta cho nó ăn như thế nào đấy.
thì chúng ta cho ăn những cái nhiều loại lá khác nhau thì sẽ tạo những cái chất dinh dưỡng khác nhau, mà chúng ta thấy cái lá nào nó ăn mạnh thì chúng ta duy trì. Tôi nói ví dụ như cái lá sung, lá ổi, hay là lá vông, hay lá tre, hay là những cái lá sắn dây đấy, thì các bác có thể là thí điểm đấy, các bác có thể lên thí điểm nhá. Thì đây là những cái hôm nay thì đồng chí Thao thực hiện cái khoảnh khắc này là cũng thực ra là thời gian vừa rồi mình cũng bận bịu với chim cu gáy đà điểu, khá là bận rộn, không đăng nhiều clip về chuột. Thì báo cáo các bác đây là những cái khoảnh khắc nó rất là thực tế trong cái trang trại của đồng chí Thao tại khu vực Ba Vì, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì đấy. Thì em sẽ để nó vào đây để cho nó ăn, bản thân những chú chuột nó sẽ ăn đấy. Các bạn thấy là nó cũng rất là đáng yêu thôi đấy. Thì cái thức ăn của nó là mình nói sơ bộ là dòng này thì nó ăn tạp, ăn những cái lá cỏ rồi những cái củ quả và thậm chí cám cỏ ngô nghiền. Thế còn cái bệnh của nó thì thực ra báo cáo với các bác là chả có bệnh gì cả, chỉ có nóng quá, ví dụ như trên 39 độ là các bác phải dùng mái tre, lá cọ, hoặc là dùng quạt hơn phun sương, hay là dùng quạt nằm mát đấy, hoặc là dùng lưới đen tre tạo độ thoáng đấy. Và dưới 20 độ, dưới 15 độ thì các bác phải có thể là thắp bóng sưởi, hoặc là thả rơm, hoặc là như ban nãy là vừa nói làm sàn ván gỗ, hoặc là ống nhựa, hoặc là các bạn dùng những cái bạt như thế này để các bạn ghim xung quanh chuồng đấy. Đấy là chống rét. Nhưng còn bệnh thì các bạn phải làm sàn như thế này. Bản thân đây là cái sàn này là sàn để chúng ta gột lợn con, thì tôi đã tận dụng đấy để tôi làm cái sàn. Vì sao tôi làm cái sàn nhựa này các bạn ạ? Nếu đổ bê tông thì rất là chắc chắn, nhưng mà nó vẫn lạnh và nó vẫn cồng kềnh. Thì chúng ta là hàn thì khung sắt, chúng ta làm cái sàn này là cái sàn lợn con. Cái sàn này đồng chí Thao làm nó khoảng 2 m², chiều dài 2 m, chiều rộng 1 m đấy. Thì ghép bằng 4 tấm đấy. Thì loại này là chuột nó cũng không gặm được. Bản thân con chuột ở ngoài tự nhiên này nó cũng không phá phách, không dọn, không gặm được. Cái thứ hai là chúng ta dùng bên cạnh đây là những cái lưới sắt, tận dụng những cái đồ chuồng chim nhà quê các bạn nhé. Đấy, thì các bác có thể là dùng cái sàn như này thì bản thân nó sẽ không lạnh chân, và nước đái của nó khi đái là nó róc luôn xuống dưới sàn như thế này. Đây các bạn nhìn này. Thực ra nó lâu lâu thì mình lấy cái cào, mình cào đi, xong mình hót nó đi, mình ra mình bón cây. Nông thôn chúng ta thì cũng lên có những cái tận dụng đồ phế liệu, đồ thải hoặc là phân bón để chúng ta tạo thành một vòng tròn khép kín. Phân thì bón cho rau cỏ lại cho nó ăn rồi lại ra phân, đúng không ạ? Thế thì báo cáo với các bác là chia sẻ, thì chúng ta mãi mãi là chia sẻ. Cái kênh Chim Cu Gáy Hay là một kênh cho đi rất nhiều giá trị. Bản thân mình cũng là một người yêu thích chim cu, thì mình đã gây dựng được cái kênh chim cu khoảng 45.000 lượt đăng ký, và hiện bây giờ là ngày nào mình cũng bán chim cu đi khắp các tỉnh toàn quốc, thậm chí vào khu vực miền Tây, miền Nam và miền Trung, miền Bắc. Thế ngoài ra thì mình cũng mới gây thêm một cái kênh về chuột lang bọ ú như thế này, thì cũng bán một năm ra thị trường cũng lên rất là nhiều nghìn con các bạn ạ. Đấy, hy vọng rằng bà con có thể là nuôi nó như một vật nuôi thông thường. Thì mình nói tiếp về cái sau cái phần tập tính của nó và chuồng trại thì mình sẽ nói về cái đầu ra. Thì hiện bây giờ với mình thì mình cũng bán giống đấy, mình bán giống thì mình thấy là bà con cũng có những lúc là đặt mình cũng không đủ để mà cung cấp cho các bạn đấy. Thường là các bạn cứ hay mua rất là nhiều những con cái đấy, thường gian thì tôi cũng khuyên các bạn nên mua hai con đực để chúng ta thay đổi cái gen trong cái đàn đi. Chúng ta không nên nuôi một con đực và nó cứ thế hệ nọ thế hệ kia nó trùng gen, nên tỷ lệ đẻ con nó cũng không sai. Có thể là nhẽ ra nó chỉ 5-6 con thì nó lại chỉ được 2-3 con. Thì cũng là chúng ta nên dự trữ những cái con đực ở các dòng khác nhau. Ví dụ như con đen này là con đực này, thì chúng ta cho nó phối với những con trắng thì nó ra những con trắng đen, hoặc là những con vàng trắng đen. Thì cái màu của nó thì hiện bây giờ cái kênh trang trại của mình cũng rất là đa dạng, chứa là tam thể, tứ thể, nhị thể. Còn đen xì thì số lượng cũng rất là có hạn. Đấy các bạn thấy nó đang ăn cây rau hoa trắng đây này. Con chuột đen này đang ăn cái rau hoa trắng các bạn nhá, thấy chưa? Nó ăn rất là cụ thể luôn đấy. Đấy nó đang ăn này, đấy. Đấy.
thì các bác thấy là nó ăn rất là ngon. Mình quay như này để cho các bạn thấy là nó rất thích ăn cái rau hoa trắng này. Mà rau này chúng ta có thể trồng hoặc là nó tự mọc ở ngoài đồi, ngoài vườn, hàng năm nó mọc luôn. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy, như vậy là rau ngót nó cũng không thích ăn bằng rau hoa trắng này đâu. Cái rau trắng này nó mềm. Cái giống này nó không thích ăn cái rau rau gì mà nó cứng đâu các bạn nhé. Đấy, nó đói thì các bạn bắt nó ăn cái gì thì nó phải ăn thôi. À, tiếp theo về cái vấn đề bệnh tật thì các bạn làm sàn như này thì nó sẽ không bị lạnh bụng, lạnh chân và nó không bị đi ỉa. Và nó cũng không bị bết lông do nước đái nó không thấm đi được. Thì nó cũng tránh được cái trường hợp là bị ghẻ. Do cái nền chuồng nó bẩn, nó không có sàn thì nó sẽ làm bị lấm, bị ghẻ. Đó là một trong những cái bệnh mà chúng ta nên tránh. Nguyên nhân chính là do không có sàn hoặc do mất vệ sinh trong quá trình chuồng trại chăn nuôi. Đấy, bệnh lấm, bệnh ghẻ và bệnh bết lông đấy, đi ngoài. Đấy. Ngoài cái bệnh lấm, bệnh ghẻ ra thì nó có cái bệnh đau mắt. Đấy, đau mắt thì các bạn thấy là gì? Nó cũng xuất phát từ cái vấn đề là chúng ta để cái phân nó mốc lên và những cái mốc đó nó bay vào khu vực mồm mắt, các thứ nó lở loét hoặc là nó làm cho con chuột có thể là ngứa ngáy và chảy nước mắt, nó mưng mủ mắt. Thì hai cái bệnh này thì phần lớn là do nguyên nhân các bạn là nuôi chuồng trại là mất vệ sinh và không đảm bảo. Đấy. Thường là không đảm bảo. Thì cái cách chữa thì thực ra là chúng ta chỉ có cách phòng hơn chữa là chúng ta làm cái chuồng sàn như thế này. Đấy, sàn như này, thoát thoáng như này. Đấy. Và chúng ta làm sàn này thì bản thân con chuột nó bậu ở trên cái sàn gỗ này, nó ỉa, phân nó sẽ lăn ra rồi nó sẽ rơi xuống dưới. Đấy, các bác thấy nó đang ăn này. Nó ăn cái lá hoa trắng này, thấy chưa? Các bác thấy nó ăn rất tự nhiên. Đấy. Thế còn bệnh đau mắt thì các bạn dùng cái thuốc nước sát trùng, nước vệ sinh, nước cái nọ nọ nhỏ đau mắt của người có kháng sinh và kháng viêm. Nên là nó là 35.000 một lọ. Còn với bản thân mình thì mình chữa cái thuốc gọi là hiệu quả nhất á là cái thuốc cái tên này, các bạn ghi rõ nhá, là Ambicala, đánh vần nhá, đánh vần từng chữ cái một là A M đấy P đấy Y dài Ambi chữ K, K eo keo đã kẹo đấy, K này, chữ K và chữ A rồi chữ L và chữ A, gọi là Ambicala. Bản thân cái thuốc này được chứa trong cái lọ bicillin bột trắng các bạn nhé. Cái thuốc này đúng ra người ta dùng để tiêm, nhưng mà bản thân mình thấy là hòa nước vào mình bôi vào cái khu vực nó bị đau mắt, hoặc những cái bệnh về ghẻ, những cái bệnh về đau mắt, những cái bệnh về lấm, những bệnh về đậu thì bôi rất là hiệu quả, bởi vì nó sát trùng rất tốt. Đấy, thì là mong là quý vị anh chị và các bác cao tuổi nắm bắt được cái bài chia sẻ này. Và tới đây thì mình xin để lại cái địa chỉ là mình tên là Thao, hiện đã đang phát triển cái trang trại chim cu gáy và chuột lang tại cổng trại Đà Điểu Thụy Phương thuộc thôn Xuân Hòa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Và mình ship cái con chuột này, mình ship các khu vực miền đầu, miền Nam, miền Trung và miền Bắc là chính. Đấy, các bạn khu vực miền Tây thì có lẽ là hơi xa. Đấy, còn con giống Đà Điểu thì mình cũng ship toàn quốc, và chim cu gáy thì mình ship toàn quốc. Đấy, thì đó cũng là cái chia sẻ. Đây các bạn nhìn thấy này, con chuột đen này nó rất là quý nhá. Cái giống đen này nó bao giờ nó cũng rất là quý. Đấy, con này ngày xưa một thời trong cái ấy là chúng ta gọi là chồn lung nhung đấy. Đấy, các bạn thấy nó ăn cái lá rất là nó đâu đó nó gần gũi với cái dòng họ nhà thỏ các bạn nhé. Cái gì là nó loại này thì nó nuôi theo kiểu bầy đàn được, nghĩa là chúng ta có thể nuôi một con đực đấy, với ba con cái, bốn con cái cũng được, không sao cả. Thế nhưng là tôi khuyến cáo là các bạn nên gây đến ba con đực của ba dòng khác nhau, một con là tông đen hay là một con tông trắng hay một con tông vàng hay như nào đó, nghĩa là nó khác cái ổ đi, khác cái gen đi. Đấy, còn màu lông thì chúng ta chỉ nhìn thấy thôi, còn cái gen thì chúng ta phải xác định rõ cái người bán giống là người ta đã tạo cho mình ba con đực khác gen đi. Đấy, chúng ta gây đàn. Còn đầu ra thì cái này hiện giờ thì với khu vực miền Bắc thì các quán nhậu người ta cũng chưa quay, chưa nướng như là trong khu vực miền Nam. Nhưng bản thân mình đã đi khảo sát ở trong miền Nam thì họ ăn ở những cái quán bia, quán nhậu, nó như là cái đồ rừng đồ ấy, chúng ta tẩm ướp, chúng ta quay nướng và chúng ta làm những cái món bảy món như là những cái món đồ rừng đấy, như là thịt cầy hoặc là những cái món khác,
Nên là cái này là do chúng ta tẩm ướp chúng ta chế biến thôi. Tại vì nó là dòng ăn cỏ, ăn bột ngũ cốc cái này là nó cũng rất là tốt cho sức khỏe con người. Ngoài ra thì cái con này một số các bác có thể chiều các con, các bạn các bác mua về để cho các con của các bác là chăm nó như một thú vực, thú cưng trong gia đình. Và nó sẽ làm cho các cháu là không nghiện điện thoại, không nghiện tivi, không nghiện game. Đấy, chúng ta gieo một cái công việc nó mang tính chất yêu thương thú cưng động vật. Đấy, yêu thương chăm sóc. Đấy, thì đấy cũng là một cái nhiệm vụ, và đấy cũng là một cái điều mà các em bé rất thích. Đấy, bản thân mình có những bà mẹ kêu là không làm nào để cho các con cai nghiện được những cái vấn đề về mạng internet, về YouTube hoặc là về Doraemon, rất nhiều những cái phim trên YouTube mà các con nhà các bác xem rất nhiều, thì các bạn giao cho một con thú cưng như thế này để nuôi chăm sóc hàng ngày, chơi thả ra nhà nó như là một con mèo con ấy. Đấy, nó thuần lắm, con loại này mình nuôi cho nó thả ra nhà được, mà nghĩa là sao đừng để con chó nó vồ là được các bạn nhé. Hoặc là một số các bác ở trên khu vực thiểu số thì các bạn có thể dùng để cúng, hoặc là bản thân mình bán cho các bác ở trên dân tộc Thái là các bác cúng nhá. Mình đã bán rất nhiều cho các bác ở trên dân tộc Thái cúng rồi. Thứ hai là các bạn có thể dùng một số các bác tuổi Tý thì các bác theo kiểu phong thủy, các bác theo kiểu cái gì đó thì các bác nuôi một con vật đúng với cái tuổi của mình. Bạn nào tuổi Tuất thì nuôi con chó, bạn nào tuổi Tý thì nuôi con chuột. Thì một số các bác nuôi theo kiểu phong thủy như vậy. Nhà có 5 thành viên 5 tuổi thì sẽ nuôi 5 con vật đó. Thế ngoài ra thì các bạn có thể nuôi để tăng gia cái bữa ăn. Chúng ta nuôi khoảng một bộ thì lâu lâu chúng ta có thể là làm một bữa. Đấy. Ngoài ra thì các bạn có thể quy ra như là một hàng thú cưng, một sinh vật cảnh. Hoặc chúng ta nuôi để chúng ta bán giống cho những người nuôi tiếp theo sau mình, nuôi theo mình. Và chúng ta gây nó như là một cái đàn thỏ, như một cái đàn vật nuôi, để chúng ta vừa là tăng thu nhập, vừa tăng gia, vừa là tăng cải thiện bữa ăn. Đấy, có lẽ là cái đầu ra thì nó cũng rất là phong phú, theo từng mục đích và ý nghĩa của từng người. Đấy, có những bạn thì không thể thịt được, mà các bạn có những bạn thì cho ra quay nướng thịt như là những cái con vật khác thôi. Chúng ta cũng không có cái gì phải ngại ngùng khi nói về cái vấn đề là chúng ta ăn vào những cái thức ăn hàng ngày như vậy. Đó. Thì đồng chí nào cũng chia sẻ cái video này nó cũng tương đối là lâu, bao gồm cả cái nguồn gốc của cái giống như thế này và cách làm chuồng, cũng như cái nguồn thức ăn, một số loại bệnh và đầu ra cho nó. Kính chúc các bác cao tuổi đăng ký kênh YouTube Chim Cu Gáy Hay với ba cái con giống là con chuột lang và con chim cu gáy, cũng như cái con đà điểu, được đăng tải và bán rất là uy tín sau nhiều năm ở trên kênh YouTube. Và em thì em cũng không bán ở trên Facebook, không live stream. Thường là các bác theo dõi kênh, các bác thấy cái sự chân thành, thấy cái sự thật là tại trang trại là có và đã rất nhiều khách hàng đã tin dùng, đã phản hồi, đã mua giống và đã có những cái cuộc gọi, có những cái video em cũng làm rất là chi tiết rồi. Hình như là đâu đó ngày nào mình cũng gửi. Đấy, ngày nào cũng gửi. Mà trong thời gian này mình đang gửi khuyến mại những cái vật lưu niệm, ví dụ như cái khăn chim cu gáy hay các bạn có thể dùng để sinh hoạt hàng ngày. Đấy. Và đâu đó là các bạn thấy là mình cũng rất là hay ra những chương trình khuyến mại tri ân khách hàng. Đấy. Thì báo cáo các bạn là các bạn có thể đến tại trang trại hoặc các bạn có thể là đặt mua. Thì hiện giờ thì em đang có cái văn phòng đại diện tại bến xe Mỹ Đình và bến xe miền Đông và các khu vực ở miền Trung thì em cũng gửi. Đấy, thì hy vọng là các bác cũng có thể theo dõi và nắm bắt được. Thì đây là một trong những cái ô mà em muốn chia sẻ với các bác để các bác thấy là mình chống rét đây, nó rút tất vào trong này, thấy chưa? Nó rét mà. Bản thân mình có những cái bóng này nữa này. Hôm nào mà rét buốt thì các bạn có thể dùng cái bóng này. Đấy, các bạn quây kín nó vào rồi các bạn bật cái bóng nó lên. Thì bản thân thân chú chuột nó sẽ, nó càng đông thì nó càng tụm vào nhau, nó càng ấm các bạn nhé. Có lẽ là em xin chúc các bạn chăn nuôi thành công và nhớ hãy ủng hộ kênh Chim Cu Gáy, ủng hộ đồng chí Thao, theo dõi những cái bài chia sẻ đó rất là chân thành. Mình mong muốn là mình làm thành công thì mình cũng mong cho anh em miền Bắc chúng ta sẽ phát triển đồng hành với anh em ở trong miền Nam, bởi vì cái món này ở trong miền Nam các bác thấy là các nhà hàng tiêu thụ rất tốt. Đấy, rất là đảm bảo và cũng là chăn nuôi theo một phong trào rất là rộng. Đấy, nên là cái giá con giống ở trong khu vực miền Nam bao giờ cũng rẻ hơn anh em ở miền Bắc, bởi vì giờ anh em ở miền Bắc là cũng một phần gây nuôi và một phần những các bác mua giống cũng không đủ để bán giống. Đấy, nên là các bác cũng phải thông cảm là mình ở khu vực này nó còn là mới,
thì cái giá thành nó cũng cao hơn so với cái giá thành ở trong anh em trong miền Nam. Và nếu chuyển từ trong miền Nam ra thì cũng rất là ghê, bởi vì có thể là do nó bị ngã nước hoặc là do một cái lý do nào đó nó đi đường dài. Đấy, thì hy vọng rằng em cũng chia sẻ một phần nào thôi. Ở những cái video khác thì các bạn có thể xem ở trên cái vào YouTube, các bạn có thể gõ là chim cu gáy hay, và các bạn vào cái kênh chim cu gáy hay, và các bạn vào cái thẻ video, và sau đó các bạn tìm kiếm ở trong kênh, các bạn chỉ gõ cái từ chuột lang bọ ú thì nó sẽ lên tất cả những cái bài đấy, có cả tên thuốc, có cả một số những cái video khác nữa. Mình đã làm 3 năm nay rồi thì nó có lượng video hàng trăm video về con chuột lang này, thì các bạn nhìn cái tiêu đề và các bạn tham khảo hơn. Bản thân mình cũng muốn nghe điện thoại để chia sẻ hết cho các bác khi hỏi, nhưng mà thực sự là nó không thể giải quyết được, bởi vì khi mình đi ngủ các bạn đang xem video của mình thì các bạn cũng đã nắm bắt được những cái giáo án về những con chuột lang và con chim cu gáy cũng như con đà điểu rồi. Hy vọng rằng mình sẽ đạt được cái ước nguyện là gây dựng cái phong trào nuôi đại chúng ở miền Bắc về con chuột lang này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Và chút nữa thì quên, mình không để lại số điện thoại của đồng chí Thao có hai số. Số thứ nhất là vừa gọi vừa dùng Zalo được là 0335305982. Mình xin nhắc lại là 0335305982. Và số thứ hai là 0989177982. Đấy, xin chúc các bạn thành công trong chăn nuôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.